kinh tế ngày một phát triển, đời sống được nâng cao. Và cái việc đầu tiên mà chúng ta cần làm đấy chính là quan tâm hơn đến cái sức khỏe cho chính bản thân chúng ta và những người thân trong gia đình nhà chúng ta, đúng không ạ? Đấy là cái lý do mà khoảng thời gian gần đây thì tôi thấy là khách hàng rất là quan tâm đến máy lọc nước. Cái lượng mua tăng đột biến hơn hẳn so với lại cái thời điểm trước. Và thị trường máy lọc nước tạo kiềm tôi thấy là cũng rất là sôi động. Đấy. Mặc dù đã bán máy lọc nước tạo kiềm được 7 năm rồi, thế nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy là thị trường lại sôi động đến như thời điểm này. Ngày hôm nay thì Kho Nhật Bùi Huy đến nắp cho nhà anh Hùng ở Quan Nhân, Hà Nội, một cái máy lọc nước tạo kiềm Livelux SD501. Đây là một mẫu máy lọc nước tạo kiềm có thể đánh giá là tốt nhất trong một khúc dùng gia đình. Nó có 7 tấm điện cực và cho ra 7 loại nước, mức kiềm mức acid từ 2.5 đến mức kiềm 11 chấm. Chúng ta để đáp ứng mọi cái nhu cầu trong gia đình của chúng ta. Nghĩa là chúng ta có thể để rửa mặt, làm đẹp da này, hoặc là rửa tay, đánh răng, hoặc là lấy mức kiềm cao 11 chấm để chúng ta ngâm rau củ quả. Vì ở mức kiềm cao này thì nó có tính bóc tách, nó làm sạch cái thuốc bảo quản thực vật hoặc là thuốc trừ sâu mà nó bám vào cái bề mặt rau củ quả nhà chúng ta. Thế thì anh Hùng chia sẻ là đã tìm hiểu về cái máy làm nước tạo kiềm này rất lâu rồi, đặc biệt là cái mẫu Livelux này. Thế nhưng mà thời điểm trước thì giá của nó rất cao các bạn ạ. Như tôi chia sẻ ở các clip trước là giá nó lên đến 80 triệu và rất khó tiếp cận. Thì thời điểm này khi anh Hùng thấy tôi đăng bài lên là hãng họ đang có chương trình sale sập sàn ấy, với mức giá là nó chỉ còn đâu đấy là khoảng 25 triệu cho trọn gói một con Livelux SD501 này thôi. Đấy, và ngay lập tức thì anh đã gọi điện cho Kho Nhật Bùi Huy để có thể sở hữu mẫu máy lọc nước tạo kiềm này để đảm bảo cái sức khỏe cho gia đình. Nên nếu các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Kho Nhật Bùi Huy để được tư vấn cũng như là lắp đặt trọn gói cái mẫu máy lọc nước tạo kiềm này cho gia đình nhà mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Kho Nhật Bùi Huy. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.